Thực khách phát hiện có con rết dài 10cm trong nồi lẩu Thái, chủ quán chỉ biết lặng im. Một nam thực khách chia sẻ bài viết bức xúc với bữa ăn tại quán lẩu Thái ở phố Yên Thế, Ba Đình, Hà Nội. Diễn biến sự việc thế nào mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé. H đăng hình nồi lẩu Thái chứa vật thể lạ kèm dòng trạng thái. Đi ăn lẩu quán quen, tên là TL khá nổi tiếng. Do mãi làm việc nên mình đã ăn một nửa nồi lẩu ngâm rết mới phát hiện. Chia sẻ với phóng viên, anh H cho hay, tối ngày 6 tháng 12, anh và bạn gái đến quán lẩu nói trên để dùng bữa tối. Anh biết tới quán này cách đây 7 đến 8 năm và thường ghé qua mỗi khi muốn ăn lẩu Thái bởi thích vị nước lẩu ở đây. Tối hôm ấy, khi mới nhấp chút nước lẩu, tôi thấy có vị lạ và nói với bạn gái. Song vì vừa ăn vừa làm việc nên tôi không để ý nhiều. Ăn được nửa nồi thì tôi phát hiện có dị vật trong nồi lẩu. Ban đầu, tôi nghĩ là con tôm, nhưng không phải, vì tôm cho vào nồi lẩu sẽ đổi màu. Còn con vật này màu xanh xám, có nhiều chân. Nhìn kỹ, tôi kinh hãi nhận ra đó là con rết to, dài cỡ trên 10cm. Ngay sau đó, nam thực khách đã gọi người của quán ra phản ánh. Người này nhìn dị vật cũng bất ngờ, vội vàng bê nồi lẩu khỏi bàn và đổi cho anh H một nồi lẩu khác. Cũng theo anh H, phía cửa hàng chỉ đổi nồi lẩu mới mà không có một lời giải thích hay xin lỗi nào. Dù được quán đổi cho nồi lẩu mới nhưng anh H không dám động đũa và kết thúc bữa ăn ngay lập tức vì ám ảnh vừa trải qua. Cũng theo nam thực khách này, bữa tối hôm đó anh chỉ phải trả trên 180.000 đồng vì chủ không tính tiền nồi lẩu 300.000 đồng. Tuy nhiên, anh cho rằng việc trừ tiền với anh không có nhiều ý nghĩa, bởi khi đi ăn, điều anh mong muốn nhất là được thưởng thức một bữa ăn ngon, hợp vệ sinh, đảm bảo sức khỏe. Cũng theo anh H, anh từng đọc nhiều bài phản ánh về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở quán lẩu Thái này. Cách đây vài tháng, một thực khách cũng đăng đàn tố đồ ăn của quán có vật thể lạ. Nam thực khách chia sẻ vì tin tưởng quán và chưa gặp phải trải nghiệm tệ hại nên anh vẫn ghé qua, không ngờ lại gặp phải tình huống mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đó, anh chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để mong không có ai rơi vào tình huống tương tự. Liên hệ với quán ăn, đại diện quán xác nhận sự việc trên có xảy ra tại quán. Tuy nhiên, người này không có câu trả lời nào liên quan đến việc quán đã xử lý sự việc ra sao, không lý giải nguyên nhân và chưa có lời xin lỗi chính thức với khách hàng. Còn bạn, bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!